Ngày 24 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu phối hợp Hội Phụ nữ xã tổ chức buổi tuyên truyền công tác bình đẳng giới cho các chị em hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã. Tại buổi tuyên truyền, các chị em được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về luật bình đẳng giới với những nội dung trọng tâm như bình đẳng giới trong gia đình, vai trò của giới trong đời sống gia đình và xã hội, đồng thời trao đổi một số kỹ năng ứng xử trong gia đình, ứng xử khi có mâu thuẫn xảy ra giữa các thành viên trong gia đình. Qua buổi tuyên truyền nhằm giúp các chị em hội viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng chất lượng cuộc sống của các thành viên gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương và xây dựng gia đình bền vững.